Câu chuyện đồ chơi, tập phim, hộp sữa bị đánh cắp. Tôi là nhân viên ở một siêu thị nhỏ, sáng ra mở cửa hàng bán cho khách. Tối muộn tôi đóng cửa và dọn vệ sinh, mọi ngày đều trôi qua như vậy, cho tới một ngày. Bọn trẻ làm gì ở đây thế nhỉ? Bọn nó ăn chung một cái bánh mì làm sao mà no được? Này các em, chia nhau ăn đi. Hay quá, bánh mì kìa. Ôi, sữa nữa kìa, một chai sữa thật là to. Kìa, cậu uống nhanh lên cho người khác uống với. Em đừng giục, để cậu ấy uống bình tĩnh đi. Kìa, trà sữa đây. Thằng bé đó trộm hết sữa của bọn mình rồi. Đồ tham lam, thật là đáng ghét. Chạy nhanh thế không biết. Của chị hết 200.000 ạ. Xin cảm ơn quý khách. Bánh hơi cứng nhưng vẫn ăn được. Đó là bánh làm sáng nay đó. Bánh ngon quá. Đây có phải là bánh chocolate không ạ? Yeah! Ôi, sữa nữa kìa. Em bé hôm qua không tới nữa nhỉ? Đứng lại, đừng hòng chạy thoát. Đứng lại. Hai em ơi, đừng đuổi nữa. Được tên trộm sữa rồi nhé. Đố ích kỷ, sao cậu lại trộm sữa của mọi người? Sữa này là cho tất cả mọi người mà. Cho nó một trận. Mọi người đều được uống rồi mà. Mọi người còn được ăn cả bánh mì nữa. Những chú thỏ này cũng mồ côi cha mẹ như chúng ta, nhưng chúng chỉ được uống sữa thôi. Em lấy sữa mang về cho chúng. Lần sau em cứ nói rõ câu chuyện ra nhé. Anh tin chắc các bạn sẽ chia sẻ với những chú thỏ này mà. Em xin lỗi. Em đúng là một người có trái tim nhân hậu. Từ mai anh sẽ mua 2 chai sữa, 1 chai cho các bạn, 1 chai cho lũ thỏ. Ôi thật ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Chào các bạn, hãy ấn like và theo dõi cho kênh Câu Chuyện Đồ Chơi để ủng hộ bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.